Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn, hôm nay kênh Nam Travel sẽ giới thiệu đến quý vị anh chị và các bạn du lịch ở Sầm Sơn ở Thanh Hóa, Việt Nam vào buổi tối. Và cũng chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn thì hôm nay là công ty của tôi là tổ chức tour du lịch ở Sầm Sơn, thì cũng muốn chia sẻ đến mọi người để mọi người biết được là buổi tối mình đi du lịch ở Sầm Sơn như thế nào. Và hiện giờ là chúng tôi đang đi xe điện và tôi chỉ ngồi ghế sau thôi. Ở đây là con đường phố của Sầm Sơn Thanh Hóa. Sầm Sơn khoảng 3 năm về trước thì là một cái địa danh mà mọi người cũng chưa biết đến nhiều. Nhưng mà khoảng 3 năm đổ về đây thì Sầm Sơn ở Thanh Hóa thu hút rất là nhiều khách du lịch, kể cả trong nước như là nước ngoài. Điều này chứng tỏ là phòng du lịch cũng như là văn hóa thông tin ở của tỉnh Thanh Hóa là làm việc rất là tốt vấn đề marketing. Quý vị cảm thấy là đường phố ở Sầm Sơn giờ này, hôm nay mới chỉ là thứ năm thôi nhưng mà đường phố rất là đông. Đấy, đường phố rất là đông quý vị các bạn ạ. Chia sẻ với quý vị các bạn, nếu mà chúng ta mà đi vào những ngày hè này ở Sầm Sơn thì là chúng ta không nên đi vào cuối tuần. Cuối tuần thì quý vị các bạn chúng ta phải đặt lịch trước ít nhất là một tuần. Còn lại là như công ty tôi thì tôi book lịch cho công ty đi là vào cuối tuần này, nhưng mà cuối tuần là do các khách sạn như là nhà hàng người ta từ chối nhận phòng. Thế mà chúng tôi phải rời vào, hôm nay là thứ năm thôi. Nhưng mà cái bãi biển Sầm Sơn chiều nay cực kỳ đông, người chen người. Và bây giờ các bạn đang thấy đấy, anh bắt tài chạy đuổi theo xe trên đi. Rất là đông quý vị các bạn. Xe bám vào nhau đi bác. Đây cũng là những cái xe điện mà giống như tôi, nhưng mà tôi ngồi ghế sau. Nhà hàng mọc liên tục ở xung quanh cái trục đường này. Trục đường này là chỉ cách bãi biển tắm khoảng 100m thôi quý vị các bạn ạ. Đây là đường Hồ Xuân Hương. Bởi tôi ở đấy thì những cái việc bạn đã biết thì vừa là du khách trong nước, vừa là du khách quốc tế nước ngoài rất là đông. Sầm Sơn cũng là một cái điểm đến để cho quý vị anh chị và các bạn chúng ta chọn để du lịch trong cái mùa hè này. Cái xe điện của mình chạy hơi nhanh chút. Anh ơi đuổi theo xe nhà em trước đi. Đây, dưới này là bãi biển quý vị và anh chị các bạn. Wow, và đây là một em rất là xinh tươi. Nhưng em đây có con rồi quý vị bạn. À, người cả là người quý vị bạn ơi. Đông quá. Đây là sở tài nguyên và môi trường của Sơn. Dọc theo tuyến đường Hồ Xuân Hương này, đường Hồ Xuân Hương phải nói là đường sầm uất nhất, bậc nhất ở Sầm Sơn của chúng ta. Bởi vì là nó là nằm kế liền với bãi biển, thành ra là các mọi cái hoạt động là phải đi qua cái tuyến đường của Hồ Xuân Hương này. Tuyến này cũng không đến nỗi là đông đúc và chật hẹp như ở Hà Nội. Hà Nội thì như thế này là vào giờ này là tắc đường rồi, nhưng mà ở đây thì đa số là người đi bộ, xe cộ chủ yếu là xe điện thôi quý vị các bạn. Tôi nghĩ khoảng sau một thời gian nữa thì ở đây nó sẽ phát triển vấn đề là đường đi bộ đấy.
rất là đỉnh. Bây giờ quý vị các bạn không thấy những cái tổ chức của cái tour, các tour du lịch người ta tổ chức hoặc là những cái game show nhỏ. Hoặc là chúng ta cũng có thể đạp xe như đội này quý vị các bạn ạ, đạp xe đạp. Xe đạp 2 bánh 3 bánh đều có hết quý vị các bạn nhé. Xong xong đi anh ơi, lên chửi nhau bọn kia tí. Hai người đạp hoặc một người đạp cũng ok. Chào tất cả các con. Đây đây bây giờ cái đội của mình đang đi khoảng 5 xe, đây là 2 xe đang đi song song với nhau. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là chị Lê Thị Hường đang tự sướng. Mặc dù chị đã là 45-50 rồi nhưng mà chị vẫn thích vai trò tự sướng của mình. Phát thẻ, chúng ta bảo phát hát bị xít, phát thẻ. Và đây là hai em rất là xinh gái, đạp xe đạp điện. Đấy, quý vị và các bạn thấy không? Chúng ta đang đi dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương, nhà hàng và nhà hàng. Và mùa này xin chia sẻ với quý vị các bạn, nếu mà quý vị các bạn chúng ta đi du lịch Sầm Sơn thì chúng ta nên bốc trước lịch, chúng ta nên đặt trước nhà hàng, địa điểm ăn cũng như là món ăn trước, để chúng ta có những cái dịch vụ phục vụ nhà hàng được phục vụ quý khách được trọn vẹn nhất, hiệu quả nhất. Chào cháu ơi, đi hút rồi. Như chiều nay thì quý vị các bạn biết là chiều nay thì mình gặp một số cái top người mà chưa đặt phòng trước thì có thể nói là đến người ta cứ nhau nhát và có đồ ăn cho các bạn không uống. Tuyệt vời đấy. Đây là một khách sạn Vũ Phương. Anh ơi, khu này khá lớn ở Sầm Sơn của chúng ta. Vợ đang ngồi đây. Đã định hỏi anh nhưng mà thôi, vợ em đang ngồi bên anh, thôi giờ hỏi nữa. Cứ tưởng là vợ ngồi xe bên, nói là vợ ngồi xe mình. Người nối người, xe nối xe, quý vị bạn. Đa số là những cái vùng miền mà đi du lịch ở biển bây giờ không phải ở Sầm Sơn mà nơi nào cũng đông. Như Sầm Sơn, các bạn cũng phải nói là một điểm mà các bạn có thể là tìm cách để khám phá hoặc là nên đến một lần. Biển xe con ở đây, xe ô tô ở đây, biển ở Hà Nội về rất là nhiều bởi vì Sầm Sơn nó cách Hà Nội không khá là xa. Và đây là một cái nhà hàng bằng sàn, nhà sàn. Ôi đẹp chưa? Đêm nay 8 giờ thích à? Thẳng lên nhờ. Đây đẹp đấy. Có thể không? Đây là dưới này là bờ biển. Và từng con sóng bạc đầu đang còn xô đổ vào cái biển biển của ta. Có ai nói cái dịch vụ mà thuê xe đạp và đạp xe như thế này rất là phổ biến ở tất cả các điểm du lịch của miền biển. Có thể đạp 2 người, có thể đạp 3 người. Anh
Anh ơi, chuyện tình ở góc nào anh ơi? Đây là một cái khu dãy nhà hàng nằm trên đường Hồ Xuân Hương. Đây là cái khu gì mà bọn đã đến đông đây anh? Và xin giới thiệu quý vị bạn, đây là khu FLC Thanh Hóa. À, phải nói là ông Vương là ông phải có cái tầm nhìn rất là dài. Bia đây, bia đây. Kim Chiến, trước mặt các bạn là làng Văn Trại. Kim Chiến đó theo kìa. Sông Sơn là một cái điểm đến du lịch với miền biển không thể thiếu để cho quý vị bạn chúng ta cập nhật vào cái hệ thống cái tour du lịch của chúng ta về miền biển. Làng chài quán quốc Việt. Bây giờ chúng ta đang đi ngược lại của đường Hồ Xuân Hương và dưới này là những con sóng của biển bạc đầu, những con sóng bạc đầu xô vô vào bờ biển. Những ánh đèn phố gợi cho ta một cái nỗi nhớ về những cái gì đấy mà đèn mờ. Nói đến mờ thì ở Sầm Sơn này không thiếu những dịch vụ đấy. Khi mà quý vị bạn chúng ta về Sầm Sơn thì hãy liên hệ với có thể hỏi những đội ngũ lái xe để lái xe điện, xích lô hay là taxi cũng như xe ôm, người ta đều nắm rõ hết cái việc bạn. Hoặc quý vị bạn có thể hỏi những trực tiếp nhân viên ở nơi khách sạn mình đang ở. Đấy là những cái dịch vụ đèn mờ ở đây thì quý bạn, tôi không biết là quý bạn nghĩ như thế nào, nhưng tôi nghĩ cùng với suy nghĩ của quý vị bạn. Và giờ này thì hầu như các quán là bây giờ đã vắng khách bởi vì là khách hàng cũng đi bán như mọi người. Mua mắm đi. Chúng ta đang bước vào làng mắm của ở Sầm Sơn. Đây là những cái làng mắm. Anh em mua mấy nghìn một lít này anh? Mấy nghìn một lít? Mấy nghìn? Em tưởng như thế thôi chứ. À, những chum mắm của các bạn thấy không? À. Những chum nước mắm. Mắm nguyên chất đây các bạn nhé. Bọn em chắc không ai mua đi thẳng ra. Mắm tôm về để mai chị sẵn sàng cho người và ta ăn tôm của tôm. Mắm, ai mắm chua đâu. Làng này là gọi là làng khắm nhá. Làng này là làng khắm mà chuyên bán mắm. Quá trời, các bạn thấy trên màn ảnh có một em cũng chắc cũng đang lưu lại những cái kỷ niệm của mình khi mà về làng mắm. Xin mời quý vị bạn chúng ta vào xem những cái chum mắm của cái làng mắm này nhé.
Đây, kính thưa quý vị và các bạn, đây là những cái chùm mắm mà được sản xuất từ những người dân làng chài ở đây, từ mắm cá luôn. Và khách hàng có thể là thử những cái giọt mắm nguyên chất này trước khi mà quyết định mua, hoặc là thử miễn phí, không mua cũng được. Bên cạnh đấy là có một hệ số can và một hệ số chai để chúng ta mua. Đây, chị Lê Thị Hường cùng công ty với tôi. Các bạn có thể thấy là ở đây rất là đông đúc. Những người mà vào, nhất là vào du lịch để xem là nhiều, mua cũng là vừa xem vừa mua thôi. 10 người vào thì có khoảng 5-6 người mua, chứ các bạn. Vâng, đây là lăng mắm. Đấy, chú biết bạn thấy không? Lại xe vào.